Anh xem gì đó bên đây? Có chứ. Xem gì đó? Coi đi ạ. Làm gà trước đây, làm gà trước đây. Rồi. Là mình chọn món đi. Con tôm này nó khoảng 7 lạng á. Ký là 4. Wow. Bà đây. Đủ càng đâu. Đủ càng mà. Ờ, tí là bụng chân cho. Mấy con gì vậy? 7 con. 4 con nữa. Đây là tôm hụt bông. À, 1.4 triệu một ký, con nó khoảng 7 lạng á.